thấy đây là con cừu gặp má mới về, đang nhốt ở trong một cái lồng tứ xuyên rất là nhỏ. Đấy, hiện tại nhà mình đang đóng cái cám dành cho cừu. Phía trong này này mình đang đóng gói cái thức ăn dành cho khứu này, các bạn đang nhìn thấy ở đây. Thì cái cám khứa bên mình là 200.000 1 kg. Đây là cái địa chỉ của nhà mình, các bạn có nhu cầu liên hệ với mình qua cái số điện thoại này giúp mình nhé. Đưa vào đóng gói đi. Quay trở lại bên phía ngoài này là xem con khứa. Có lẽ là clip này mình xin tạm dừng ở đây nhá. Sẽ quay vào trong nhà để chia sẻ với các bạn một chút về cái cám dành cho chim khứu. Thì đây, cám khứu này. Rồi các bạn đang nhìn thấy mình đang đóng gói ở đây. Đây, đang đưa vào quá trình hút chân không đây. Rồi. Đấy. Tiếp tục đóng gói cái sản phẩm tiếp theo. Thì mỗi một gói này mình chia thành 250g này, đảm bảo với dưỡng chất dành cho chim khứu để nó hót tốt. Đây, khi mà đóng gói xong rồi thành các gói như thế này thì 1 kg là 200.000. Đấy, 200.000 mà được 4 gói như thế này, bên mình có ship miễn phí tận nhà cho các bạn. Đấy, các bạn nào ở xa thì cứ liên hệ trực tiếp với nhà mình đi, theo cái địa chỉ ở như trên video các bạn đang nhìn thấy này. Ở gần thì qua trực tiếp nhà mình để lấy nhé. Trên tinh thần là đam mê và cũng có những cái sản phẩm thực sự là tâm huyết với dành riêng cho những chú khứu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Chim Cảnh Đất Việt. Quay trở lại với chú khứu ở ngoài này.